là cái ngày mà rất là nhiều các quý bác sĩ, các anh chị em đến từ các trung tâm thẩm mỹ hàng đầu tại Việt Nam để đến chia sẻ các kinh nghiệm về sử dụng Thermax, làm thế nào để Thermax hiệu quả nhất và an toàn nhất cho khách hàng của mình. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác sĩ, các cái trung tâm thẩm mỹ ở trên cả nước Việt Nam đã ủng hộ thương hiệu Thermax và chúc cho hội nghị thành công nhé. Là bác sĩ Hồng có rất là nhiều kinh nghiệm. Bác sĩ Hồng là một bác sĩ làm việc lâu năm cho BBT ở chỗ Thanh Mai, cho rất là nhiều khách hàng, đặc biệt là các anh chị em trong showbiz. Tôi xin phép được giới thiệu, đó là tôi là bác sĩ Hồng, hiện tại đang công tác tại phòng khám thẩm mỹ BBT Thanh Mai International Clinic. Tại BBT Thanh Mai chúng tôi có thực hiện, có ứng dụng nhiều công nghệ khác nhau trong quá trình trẻ hóa da cho khách hàng. Thì chúng tôi thấy được rằng đó là công nghệ Thermax FLX, là công nghệ mà được rất là nhiều các khách hàng yêu thích và lựa chọn. Một thời gian dài thì cứ sau 6 tháng đến 1 năm khách hàng lại tới để sử dụng trẻ hóa bằng công nghệ Thermax FLX. Cái thời gian như vậy thì khách hàng luôn luôn giữ được cái nét trẻ trung và giữ được cái da luôn luôn săn chắc.